Đoàn khởi hành 9 giờ tối và đến Hà Tiên 5 giờ 30 sáng và đoàn đầu tiên vé để đến viếng nhà thờ Hà Tiên. Đi dự thánh lễ đầu tiên tại đây để tạ ơn Chúa có được qua một đêm được mọi sự an lành. Mẹ tại nhà thờ Hà Tiên. Khi các đoàn khác đến đây đều là đến viếng Đức Mẹ, nhưng mà đặc biệt đoàn này có rất nhiều gia đình Việt Kiều đã về đây viếng nhà thờ và đã lo cho các con nên không có đến Đức Mẹ được. Con xin cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ đã cho đoàn chúng con đã đi qua một đêm được mọi sự an lành. Xin Chúa chúc lành ngày mới cho con và đoàn đi được mọi sự an lành. Từ đây chúng con ra Phú Quốc. Sau khi đoàn ăn sáng và đã xuống công ty tàu Superdong để đến với Phú Quốc. Tàu này chạy khoảng 1 tiếng 15 phút là chúng ta sẽ tới Phú Quốc. Và đoàn đang tiếp tục xuống. Đoàn đã lên tàu Superdong và bắt đầu khởi hành 7 giờ 30. Đây để giữ lại hình ảnh này là quý lắm mà nha. Chưa bao giờ ai tour nào tổ chức và về nhà tắm rửa luôn nha. Chưa bao giờ đoàn nào mà tổ chức mà đem về nhà mà tắm rửa cho bà con đây. Ông già chuyện lắm. Trong đoàn du lịch Vũ Tôn đưa đoàn Việt Kiều đã đăng ký 3 tháng về hôm nay mới được đi và cho về nhà tắm rửa đàng hoàng mới đi nha. Dạ, ăn uống thì ăn bánh mì thôi. Đây, cái ông Chánh này là ông đi nhiều lắm rồi đây. Đấy, 2-3 tháng về một lần, chắc bên Mỹ đuổi về không chứa hay sao đây. Này, đoàn Việt Nam, chị Thúy nha, ở bên Hòa nha. Dạ đây, đoàn chị Thúy ở bên Hòa nha. Đây, vợ chồng chú Long ở Đà Lạt cũng chưa đi Phú Quốc đó. Ok, cảm ơn. Này, bà Thu này đi nhiều lần mà còn ham đi nè. Còn bà này ở nhà bỏ chồng dắt cháu đi trốn luôn. Hai bà cháu trốn ông ngoại đi nè.
Sau 1 tiếng 15 phút thì tàu từ Hà Tiên đã cập bến Phú Quốc để đoàn chúng ta đến với đảo Ngọc Phú Quốc tham quan và nghỉ dưỡng ở đây 2 ngày 2 đêm. Tàu Super Đông thì đoàn đã được xe trung chuyển ra ngoài xe lớn ở ngoài đầu cầu tàu. Được trung chuyển ra ngoài xe 45, đoàn đang đưa hành lý xuống. Đây là một gia đình Việt Kiều đã đăng ký với đoàn du lịch Phú Tôn để đưa gia đình Việt Nam và một số
anh chị em trong Việt Nam đi tham quan Phú Quốc. Đoàn khác người ta không có điều kiện thì người ta tự kéo vali ra. Còn đoàn đây lo xe trung chuyển cho quý du khách hết. Rất là thoải mái từ bến phà ra tới xe. Chúng ta không phải đi bộ như cái đoàn khác. Như những cái đoàn khác người ta phải đi bộ. Đoàn du lịch Vũ Tôn thì lo cho tới nơi luôn để khách đỡ phải mệt và nắng nôi. Sau khi từ phà về tới Dương Đông thì đoàn đã đến khách sạn để nhận phòng nghỉ ngơi tại đây gần chợ Dương Đông. Có sân vườn và nhà hàng luôn ạ. Sau khi nhận phòng thư giãn 1 tiếng 30 phút, đoàn đã xuống dùng cơm trưa tại đây ạ. Bữa cơm này rất là hiếm, ở bên Mỹ không bao giờ có được. Có một cái tô mà 4-5 người ăn, 4-5 người, cả 10 người dành một cái tô. Này nhóm gia đình Việt Kiều từ Mỹ về ăn rất là bình dân, có một cái tô mà dành ăn, dành nhau ăn có một cái tô, 80 cái đôi đũa. Dạ, đây hải sản là chính, có cá, có tép và thịt, không có gút. Đây, nhóm Biên Hòa ăn rất là ít, có 8 chén nghỉ. Mấy đồ ăn còn nhiều, ông quay giờ hết đồ ăn được quay. Đấy. Đây, chị Thúy đây, người chuyên môn dụ dỗ người ta đi. Đây, toàn là anh em trong gia đình không thôi. Đi đâu là nguyên một nhóm đi. Đủ bàn nha. Đây, anh Tư, người hỗ trợ đằng sau. Ai đi chậm là muốn lùa tới. Đây, cho con chú Long, hai cha con nhỏ con ghê vô cùng, ăn rất ít, có 8 tô nghỉ. Bà Thu cũng giảm cân. Ăn canh không nè? Ăn canh không?
Đây, anh chị Hoàng, đây, đang bán cá, về đây vẫn ăn cá như bình thường. Đây. Còn ai đây? Dạ đây, bà em của tôi tối ngủ chung. Đấy. Khi ở Phú Quốc mà chúng ta thấy không có sóng gió thì chúng ta sẽ ra cảng để chúng ta mướn một chiếc thuyền chuyên môn chở khách du lịch đi ra đảo, và chúng ta sẽ neo ở một điểm và chúng ta sẽ câu cá với nhau rất là vui, như hình ảnh chúng ta đang xem ở đây. Gặp cái mùa không mưa bão để chúng ta có thể mướn ghe để ra câu cá. Chúng ta thấy trên biển này có những cái loại đi đánh bắt xa bờ, bây giờ này người ta về, người ta đưa những cái sản phẩm mà đánh bắt được để về bán tại Phú Quốc. Và trên tàu ai có thể câu được, thả xuống là có cá lên. Chúng ta thấy hình ảnh trên tàu, và người ta có thể nấu cho chúng ta ăn bằng những con cá như thế này. Câu được nhiều thì nhà bếp và trên tàu sẽ nấu cho chúng ta ăn. Ai không câu, chúng ta có thể ngồi nằm thư giãn ở trên những cái băng ghế như thế này. Và đây là một cái cách để mà lấy cái lưỡi câu ra khỏi con cá, bằng cách chúng ta cho chiếc đũa vô và xoay ngược lại thì chúng ta sẽ rớt con cá ra và lưỡi câu rời ra ngay. Và đặc biệt ở trên tàu thì các anh em phục vụ thì có bắt cho chúng ta những con nhum như thế này. Nếu đoàn có nhu cầu, người ta tính một con như vậy là 20.000 Việt Nam. Ai có đăng ký thì người ta sẽ nấu làm cho chúng ta ăn, và người ta lặn xuống, người ta đi những cái ghe thuyền nhỏ như thế, người ta lặn, người ta bắt phục vụ cho chúng ta trên tàu. Các em nó vừa làm và vừa phục vụ luôn đấy, đó, rất là tuyệt vời. Muốn ăn cháo, muốn ăn sống, chúng ta ăn với đồ chấm riêng của hải sản. Khởi hành buổi chiều ngày thứ nhất thì đoàn đã đến trung tâm khai thác ngọc trai của Ngọc Hiển. Đây là một trong những cơ sở thành công về ngọc trai của Phú Quốc. Cơ sở mới được xây dựng rất là lớn.
Đây là cơ sở sim lớn nhất của Phú Quốc. Tại vì cô chú mình thử cho cô chú, đây là mật sim, không thấy rượu đâu, nước bốn sim, nó giống như nước cơm rượu của mình lên men lên luôn, ăn cơm rượu được cũng được à. Mua về nhà thì mình pha rượu được, pha đá được á, ăn uống có tiêu, có ngủ, tiêu máu, tiêu nhiều cơ thể là mình uống này vào. Mấy cô bên em cũng thử mật sim đi, không thấy rượu đâu mà nước bốn sim nó lên men nhẹ 2 độ ha. Về nhà mình pha đá, pha rượu á, uống nó có tiêu máu, dễ ngủ, bổ máu. Thử mật sim không được không à, thử cái này mật thứ hai chúng ta ăn cô. Mật sim là dây màu xanh mà đang không tiêu đầy bụng nên mình uống vào một ly, hoặc là buổi tối mất ngủ có thể uống một ly nó hỗ trợ tốt tiêu hóa, hỗ trợ nó ngon. Bây giờ mình đợi cái sản phẩm thứ hai, cái này là siro sim. Siro là không phủ lên men như mật sim mà mình dùng cái thật của trái sim mà cô đặt với đường. Mùa hè nắng nóng đó mình uống giải nhiệt giải khát thêm vào cơ thể. Còn cái bé thì mình mà bé nào có biến ăn người ăn nó khó ngủ thì mình mua cho bé uống để giúp cho bé ăn được ngon miệng, ngủ ngon giấc, nó tiêu hóa tốt. Dạ, cái thứ hai mà đang thử là chai màu vàng và kilo mà cô chú còn rượu xin thì 30 độ, 39 độ. Cô chú muốn thử rượu con mày rượu nha, mình thử chai màu đỏ là 39 độ. Cô chú nào thử được rượu con mày rượu không cô chú ơi? Đây là rượu, cô chú thử rượu con mày rượu nè. Còn ở đây cô có rượu này là rượu trái hổ quả nè, trái này chỉ có rượu có cái đó thôi. Nếu cô chú nào bị đau khớp, nhức mỏi, không thấp thì ta mình thử đi rượu hổ quả trị viêm khớp, nhức khớp, không thấp, tê tay, lạnh pha, là tiêu cọ là trái này. Trái hổ quả, cứ thử cái này nha. Này 350 một bình uống hết, mình đổ rượu nhưng mà ngâm thở, ngâm 3-4 lần mới bỏ. Dạ, một bình nguyên bình đó là 350. Đây cái này rượu hổ quả. Mấy cô mấy chú bên này cũng muốn thử rượu hổ quả không mà mình thử cho cô chú chị đau khớp nhức mỏi không thấp. Còn ở đây còn có rượu trái nhào nữa, mật nhào với rượu nhào trị cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Dạ, chai nhỏ 101, còn chai lớn 107 nè. Chai lớn với nhỏ thì chắc là giờ cho mình mua một chai. Mật tim màu xanh, siro là màu vàng. Dạ, mấy con mấy chú mà có đi máy bay về là nhờ cô chú mình sắp tay chấp lẫn được nha. Mình mang được mỗi người 5 lít, mỗi người cứ gửi. Cái này là chai nhỏ, chút nó cười trong một môi nha cô. Còn mình đi tàu đi xe giờ là mang thoải mái cho cô chú. Cái trái nó giống cái mỏ của quả. Dạ, đau khớp, nhức mỏi, không thấp, thần kinh tọa. Dạ đúng rồi, ngâm 3-4 lần mới bỏ. Trái mỏ quả. Cơ sở này rất khá, một cơ sở thành công về vấn đề ủ rượu sim. Đây là vườn sim cho khách tham quan. Ba là mẹ đi xe đi chụp hình rồi. Giữ bút cha. Đây là một trong những cây sim nè. Khi tới mùa có trái thì người ta hái cái trái đây, người ta sẽ ủ lại và người ta cho lên men bao nhiêu tháng. Và đang du khách của đoàn chúng ta đang thử các loại rượu sim và mua về làm quà cũng như là uống để trị các loại bệnh
của những cái sản phẩm ở đây ạ. Không, cái là vừa rồi đó. Cái này cũng là 30 độ. Còn cái không, cái này cũng là 30 độ. Đúng rồi. À, cách của chúng ta đang thử những cái sản phẩm mà do cơ sở này sản xuất có chất lượng cao, rất là ngon, mua về làm quà. Cơ sở mới dạ, rất là tuyệt vời ạ. Gia đình này có tiền dữ lắm, cơ sở thành công dạ. Đoàn cái quý phụ nữ rất là thích những cái sản phẩm ở đây và mua rất là nhiều để về làm quà. Điệp ơi, mời chú Long cho cháu ăn kẹo cái này, kẹo đi nó ngon rồi, chú Long cho cháu viên ăn về
mua cho mẹ rất là tốt nè. Đấy. Thì con cơ sở này mới làm những cái sản phẩm này thôi nha. Dạ, rất là đặc biệt ạ. Mấy năm trước không có. Đoàn của chúng ta mua rất là nhiều nha. Đoàn Việt Kiều các anh thử cho mà mua nhiều vậy dữ vậy ta. Đây, ôi trời quá trời, thấy kẹo mua nhiều. Nay là tránh móc tiền là mua một sản phẩm mới là quý lắm mà. Chưa bao giờ thấy là tránh nó móc tiền nó mua bao giờ. Kế đến là đoàn đến cơ sở vườn tiêu Ngọc Hà. Đây là một trong những vườn tiêu lớn của Phú Quốc. Và đoàn đến tham quan. Đây là một số cây tiêu làm mẫu cho khách tham quan biết cái sự sinh trưởng của cây tiêu ở Phú Quốc. Và đây cơ sở đã làm những sản phẩm ra để bán cho du khách. Thank you.
cơ sở đây cho du khách ăn thử xoài với mắm gì? Mắm gì đấy em? Đang cho anh thử món gì đây? À, ngắm nếm thử tiêu ngào đường. Vậy bà. À, chúng ta cho ăn thử đi ạ. À. Tiêu gì? Tiêu ăn thử mà, xoài chấm với tiêu mà. Cái này nó 3 tiền ký á chị ạ. Cái này 3 tiền ký. Cái này 300 ký, này 300 ký, này 200 ký. Tiêu đỏ thì ngon mà đỏ xoài ăn với tiêu đó, không phải mắm ruốc đâu, rất là ngon ạ. Xoài ăn với tiêu đấy, ăn thử đi. Nhà vườn cho ăn thử mà. Sau buổi chiều thì những điểm tham quan đã xong, và đoàn đã ghé vô nhà hàng Thủy Tiên để ăn cơm chiều ngày thứ nhất ở Phú Quốc. À, sáng ngày thứ hai thì đoàn tới nhà hàng để ăn buffet. Dạ rồi, cảm ơn chú Long. Và tới buổi sáng ăn sáng thì ai mặt cũng tươi rói hết ạ. Dạ. Nhất là bà bên Mỹ về không bao giờ ăn sáng. Rồi, xin mời đi ạ. Cảm ơn chị Thúy. Cảm ơn nhóm Biên Hòa, trong đó có Việt Kiều sau lưng. Chúng ta ăn cái gì chúng ta tự lấy. Đây ăn tự chọn buổi sáng. Xin bà con thông cảm, cái này ăn buffet không phải giống ở bên Mỹ nhé, có gì múc nấy nha. Yeah.
nào bên Mỹ có rồi đừng có ăn, ăn những cái không có á nha. Chị Thúy là chị ăn bánh cuốn thôi. À, có bánh xèo, có trứng ốp la, có đủ thứ. Ai thích ăn gì chúng ta ăn theo sở thích của mình. À, đây một nhà bếp rất là chuyên nghiệp. Thảy cái trứng lên mà rớt, rớt ngay vô chảo, không có rớt ra ngoài nhá. Ai, ai, cô trên đấy, cô chiên trứng rất là đẹp. Vậy mà đi không ra làm người mẫu mà vô đây chiên trứng nhá. À, có các loại nước cà phê, trà, sữa và có các loại tráng miệng ở đây nữa. À. Đây, có bánh cuốn, có cơm, có chả giò, có bắp, có các loại rau nha. Đây, Việt Kiều chỉ ăn đơn sơ vậy thôi. Đây là Thiên Hải Sơn Resort. Đây có nhà hàng ăn tự chọn vào buổi sáng, ăn rất là thoải mái. Nhà đây. Và đoàn ăn xong thì ra phía sau để ngắm bãi biển đẹp của... À, và sau cái resort ăn sáng ở đây thì ngoài này một cái bãi biển rất là đẹp. Nhưng mà cái mùa này thì không thể tắm ở trong cái vịnh này được. À, chúng ta phải ra cái chỗ bãi biển của biển sao. Lúc đó là không có sóng, không có gió như thế này. Ở Phú Quốc này có hai khu vực. À, mùa này thì ở đây bên này có sóng báo, còn ở cái miệt mặt bên bắc thì không có. Chúng ta thấy sóng gió rất là lớn, không có ai mà tắm ở đây được hết. Và tới cái mùa kia thì người du lịch ra đến đây rất là đông để có được thư giãn ở Phú Quốc tại cái địa điểm này. Đây là cái nhóm Việt Kiều ăn ít nha. Hôm nay nhà hàng đây báo cáo lỗ hoàn toàn. Ăn người có hai số 2 nhưng mà không biết 20 hay 22. Rất là vui ạ. À. Đấy, người ăn sau cùng ra. Và người sau cùng nữa. Rất là vui ạ. À. Rất là vui. Gia đình rất là vui ạ. À. Ở gia đình Bảo Lộc. Hôm nay về đưa gia đình và đưa một số người thân quen đi. Đây là những con đường của trục chính của Dương Đông. Đây là một ngã tư lớn, sinh hoạt của người dân Phú Quốc buổi sáng. Và khách sạn của đoàn hôm nay ngủ thì gần với chợ đêm của Phú Quốc.
tối chúng ta sẽ đưa khách đi đến với chợ Phú Quốc, đây bán hải sản và bán những cái sản phẩm mà người Phú Quốc đã làm ra được để bán cho du khách. Kế tiếp đoàn đến một trang trại mật ong của Phú Quốc. Đây là những cái sản phẩm mà công ty này đã làm ra để bán cho khách du lịch. Có ai hướng dẫn viên người Campuchia không ạ? Có ạ, có ạ. Và người ta lấy từ những cái loại bông như thế này để người ta cho những ong hút để có những loại mật rất là loại tốt. Thì mùng ngưng ao nhôm bà đào. Đây là một xị là 160.000, nửa lít 310, còn một lít là 600.000 nhé. Không mà lít một lít một lít là 600, nửa lít 310. Là lít 70 phần mười, mà lít phần mười mơn hộp hộp sập mơn đồng Việt Nam. Mà lấy mơn đồng hoặc sập mơn đồng Việt Nam. Mật mà khai thác cái điều như đồ bình thường thì đã 3 năm. Mình không muốn thử mật thôi, chẳng làm được cái thử mật. Rồi thay dương trong xạ trong ấy nắng. Hai trôn tập nông một xe. Đúng không? Nhiên xạ từ khu mồm rồi. Một nông máu bị ô xử lý. Ô xử lý. Đây là một trong những cây chôm chôm ở trong vườn ong của trang trại này. Mới ra trái. Và đây là cây sầu riêng ở trang trại này cũng đều có, ra trái rất là đẹp và rất là lớn. Tới lúc khi chín nó sẽ rụng xuống. Tiếp theo là đoàn sẽ đến trại giam tù binh cộng sản tại Phú Quốc. Và nơi đây người ta còn giữ lại một vài điểm đặc biệt của trại giam, còn bao nhiêu đã được phá hủy để cho khách du lịch tham quan từ trong nước và ngoài nước có thể hình dung được cái trại giam ở Phú Quốc là như thế nào. Này, tù đầy và vô đây và tự sinh hoạt không có ngồi lên được, phải khung như thế này. Và có những người bị tù phải nằm với này không có ngồi được ạ. Đấy, đây là biệt giam. Đây người ta gọi là chuồng cọp đấy ạ. Đấy, để chúng ta đi tiếp đi ạ. Cái biệt giam nhốt ở trong container như thế này, nhỏ như thế này mà có thể chứa mười mười mấy người làm sao sống. Và những người quân cảnh ở trong những cái trại như thế này thì tra khảo trong những cái giờ ngủ và cái phản này là để nằm đấy, để những tù nhân nằm và bị điều tra như thế này đấy, rất là tàn khốc. Và khi đánh đập thì cũng có một nhóm người cũng người ta cũng nổi dậy, người ta phản đối.
những cái trại, người ta có cái số để khi người ta sau khi sinh hoạt về thì người ta biết cái số để người ta vô, tại vì cái trại nào cũng giống trại nào hết. Khi mà lao động xong thì về những cái trại này để ngủ trên những cái tấm phản bằng gỗ người ta đóng. Trong những cái trại này thì có những cái giờ sinh hoạt của người ta, thì có những nhóm đã đứng lên và bàn bạc những cái cách chống trả lại với đội cảnh vệ này ở đây. Và nhiều người cũng đấm ngực thề thốt sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Mà những tù binh ở đây ngủ như thế này đấy ạ. Và những người bệnh người ta tự chữa với nhau bằng cách này hay bằng cách khác, giúp đỡ nhau trong lúc bị tù đầy như thế này. Và người ta chữa bệnh với nhau đó, người ta nhổ răng đó. Và ở đây thì có những người bị tra khảo và những người chỉ điểm. Người thì khai, người thì giấy giơ tay sẽ báo cho những cái đội quân cảnh thì ta biết những người nào đã sách động ở trong cái trại tù. Và nhiều người đã dám lấy những cái loại sắt, loại gì đó để mổ vô bụng của mình để chống cái sự bạo lực của quân cảnh ở đây. Và khu vực thì tù này thì có những cái bếp tập thể để cho những cái nhóm người ta được chia phân công để nấu ăn trong ngày hôm đó. Đây, có những người bị chôn sống như thế này mà vẫn tranh đấu. Đây, này treo đây. Đây, những người treo lên đây để dốc như thế này, máu chảy về tim. Sẽ phải khai báo, còn không khai báo sẽ bị đánh đập tiếp. Và những người bị điều tra và đánh đập rất là dã man ạ. Đây là một cái trong cái trại biệt giam, ở trong xung quanh còn có những cái lỗ thở, còn những cái chỗ khác như container thì đã bít bùng. Ở đây người ta không có thể mặc áo được, rất là nóng. Đây là những hình ảnh tra khảo. Ở trên thì đánh, còn ở dưới thì một người hơ lửa ở dưới bụng để cho nó nóng để mà khai. Và đây thì để than ở dưới, nằm đưa cái lưng xuống. Và ở trên này người ta dùng những cái dây roi sắt người ta đánh. Và đây thì người ta bắt chổng lên, bắt chổng người lên để máu không có chảy xuống dưới mà chạy về tim. Và còn đây là hình ảnh một người tù binh đã bị cột ở dưới một miếng ván và trên một miếng ván để ép người xuống để cho gãy những cái xương sau khi đã không khai báo theo cái ý của người ta khai, ta muốn khai thác. Còn đây thì đóng với những cái cây đinh vào những cái khớp gối, khớp vai. Còn ở trên mặt thì dây những cái huyệt rất là đau đớn. Đây là một trong những cái đường hầm mà các chiến sĩ bộ đội đã rất gian nan để mà đào hầm để trốn trại đó. Và khi đào hầm thoát ra được thì có những cái người đồng chí ở trên sẽ hỗ trợ đưa lên. Và đây là nhà thờ An Thới thuộc thị trấn An Thới và đã được xây dựng nơi đây một nhà thờ rất là đẹp
để tôn thờ Chúa và cho giáo dân đọc kinh cầu nguyện và dự những cái nghi thức ở đây. Đây là tượng đài Đức Mẹ ở nhà thờ để cho khách đi lễ đến đây viếng Đức Mẹ tại đây. Này Đức Mẹ đã bị giật sập ở Dương Đông và đã đưa về đây đấy ạ. Còn đang viếng và đọc kinh. Đây là hội đồng giáo xứ và cha quản lý khu này để có những cái phòng dạy lễ, đọc kinh và giáo lý ở khu vực này. Sau khi tham quan các điểm ở trên Phú Quốc và ra An Thới thì đoàn trưa ngày thứ hai đã đến với Bãi Sao, đến với nhà hàng làng tôi để nghỉ ngơi tắm biển và ăn hải sản do du lịch Phú Tôn tổ chức cho đoàn ăn và nghỉ dưỡng ở đây. Là mùa này ở bên mặt biển này không có sóng gió, rất là êm. Và các du khách đi tham quan các đảo đều xuất phát từ đây. Chúng ta không ra phải ra cảng An Thới để đi. Và mùa này ở bên đó sóng gió rất cao. Và ở đây có các dịch vụ cho chúng ta vui chơi. Trời rất tốt. Có khu vực cho các em thiếu nhi có thể vui đùa ở đây. Đoàn khi tắm xong mà lên đây uống Tiger và ăn gà, ăn ốc, ăn tôm nha. Đây. Mì chả cá nữa. Đây. Vâng, anh Tư đang uống rót bia nha. Đây. Này nhóm của chúng ta đây, này ăn tôm ở bên Mỹ ta to bằng cái bắp đùi, về đây ăn con tôm bằng cái móng tay vẫn ăn bình thường. Đây là bác sĩ ăn đây nhá, đó là Tránh giới thiệu đây.
Tránh này ông ăn ít lắm. Đây, bia với gì nữa ạ? Cái gì đây? Tôm nha, bánh mì. Chả cá nha. Tôm. Ốc, chả cá. Đây, tuyệt vời, nóng hổi nha. Rồi, ăn rất là vui nha. Đây, Việt Kiều đây. 30 năm mới về Việt Nam một lần đây. À, tại Dương Đông thì chúng ta có Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu. Đây là một ngôi đền đã được dân ở địa phương ở đây tôn sùng rất lớn. Và khi vào ngày vía của bà thì chỗ này không có lối đi. À, đây Dinh Cậu. Một địa điểm mà khách du lịch thường xuyên đến đây để tham quan và cầu nguyện với cậu, để cậu chúc lành cho những cái điều tốt lành đến với gia đình. Theo truyền thuyết, Dinh Cậu đây là khu vực cà rùa, sống ở đây rất là nhiều. Khi người dân đến đây động tịch quá nhiều, đánh phá, thì rùa đã kéo nhau đi nơi khác, và chúng ta thấy còn nhiều những hình ảnh giống như những chú rùa mà trên hình chúng ta đang thấy đấy. Ở đây là biển Phú Quốc. Mùa này rất là sóng gió nên không có tổ chức đi thuê tàu để ra tham quan đảo cũng như đi câu cá được, nên phải ngưng cái chương trình đó. Đây người ta nói là rùa cha, còn phía trên nãy là con rùa con, và đằng sau thì con rùa mẹ. Này, chúng ta thấy sóng gió rất là lớn, mùa giông bão ở mặt biển này ạ. Đây là cảng cũ nha, hồi trước cách đây hơn 100 năm thì các tàu bè lớn đều đậu ở đây được. Sau này đất đã phù sa và lên đây rất là nhiều nên bây giờ các tàu bè không vô đây được. Và xa xa chúng ta thấy đang được xây dựng cái cảng mới để có thể tàu bè có thể đậu vô được và di chuyển những hàng hóa tiếp cận với Phú Quốc. Đấy, chúng ta coi xa xa đấy ạ. Đang được xây dựng. Sóng đánh mặt ghê đó. Và rất là đẹp ạ. Mấy cái cục mà bằng hình tam giác đó là bằng cái gì vậy anh? Dạ, nó chịu lại để nó mà sóng đập vô đó nó không... Bằng xi măng đúc ạ. Những cái cục mà chúng ta thấy đó, như tam giác đây đó, là những cục này để tránh gió sóng bão vô đây để nó cản trở lại, nó không làm vỡ cái bề mặt của cái cảng này. Dạ, nó không làm hư cái cảng này. Hồi xưa nó xây là nước nó chưa có nhiều như vậy phải không? Vâng, nó bị ngập xuống một phân một hết rồi chợ, nó ngập hết xuống mà nước lòng nước lớn. Và trên Dinh Cậu này chúng ta thấy có một đèn hải đăng để khi ban đêm, ban ngày các tàu bè có thể thấy được ở đây là bờ của Phú Quốc, của Việt Nam. Vẫn còn sinh hoạt ạ, vẫn còn quay, vẫn còn báo đèn ban đêm. Và đây là Dinh Cậu, các người có tín ngưỡng, tin vào cậu thì đến đây đốt nhang, giang giấy với cậu ở đây ạ. Khi biển độc thì tất cả các thuyền đánh bắt cá xa bờ
và những cái tàu chở khách du lịch đi tham quan các đảo đều phải ngừng hoạt động. Cũng như chúng ta thấy một làng đã sống về nghề biển và hôm nay các tàu bè đều phải nằm tại chỗ như thế này. Và chúng ta cũng bị ảnh hưởng là không có đi ra tham quan đảo và đi câu cá được. Đoàn hôm nay chúng ta gặp thời tiết rất xấu nên cái chương trình nó bị bỏ và chúng ta sẽ có những chương trình khác. Chúng ta đến bãi tắm sao để chúng ta tắm và ăn những hải sản do đoàn du lịch Phú Tôn mua cho đoàn dùng trong cái giờ trưa tại bãi sau như chúng ta đã thấy trên hình. Đây là hình ảnh của một trong những cái làng đã bị ảnh hưởng về dông bão. Đây là một khách sạn rất là đặc biệt đã được xây dựng mới ở đây cách đây 3 năm mới hoàn thành. Và ở đây chúng ta nghỉ ngơi ở đây thì 100 đô cho một phòng, 2 người, 5 sao. Đây những ngôi nhà làm việc và nghỉ ngơi của Phú Quốc cách đây 10 năm đã xây dựng. Rất là nhỏ bé, ít ai tới lui ở đây. Sau khi tham quan và tắm biển nguyên một ngày thì chiều chúng ta đoàn về để Tu Răng Thiên Long Phục để chúng ta dùng cơm tối. Dạ, cuốn bánh tráng rồi thịt ăn trước đây là đó với cuốn với cá đó, muốn ăn gì ăn đi ạ. Cuốn với cá đó, cuốn với thịt đó, dạ. Cá nướng rồi đó, dạ. Cho rau sống vô cuốn với thịt ra giò heo đó, dạ. Anh ơi, cái dĩa này anh bỏ lên dưới cá đi nè, bỏ dĩa thịt ăn trước đi, rồi bỏ dĩa đó chồng lên đó đi, ăn thịt trước đi, để chúng ăn cá sau đó rồi. Đó, ăn thịt đi nào, ăn thịt trước đi. Ăn thịt trước cuốn bánh tráng đấy. Để ngoài kia gấp không được. Để lát đó là bên ngoài kia này tăng gấp không được. Người ta không gấp được. Để ăn thịt xong ăn miếng thịt đi, lát ăn cá xong rồi. Dạ, đây là cầu Nguyễn Trung Trực của thị trấn Dương Đông,
về đêm. Và hôm nay đoàn đi đến với chợ đêm để tham quan và vui. Đây là chợ đêm Phú Quốc ạ. Đây là chợ đêm về đêm, sinh hoạt rất là nhộn nhịp, không thua gì Thái Lan. Bán đủ các mặt hàng cho các khách du lịch đến đây có thể tận hưởng các sản phẩm đã được các người dân ở đây mua bán ở đây rất là sầm uất, và nhiều người đến đây để người ta ăn. Nhất là đây là kem cuộn của Thái Lan cũng có mặt ở đây. Kem cuộn Thái Lan. Các loại bánh, các loại đồ nướng coi rất là hấp dẫn Các mặt hàng ở đây đều có hết, không có thiếu về đêm nha. Đây, các đồ lưu niệm, có cả các loại tươi sống ở đây, cà phê, và cái này là cà hồ tiêu, hạt tiêu tươi nha. Quần áo, không thua gì Thái Lan nha. Đây các đồ hải sản tươi sống này, được chế biến ăn tại bàn luôn ạ. Đây, tươi sống rất là tốt. Và đây chúng ta có thể đi bộ khoảng 2 cây số trên một con đường rất là đông người, chúng ta chen chân chúng ta đi. Đây là hôm nay là ngày thường, ngày thường mà đông như thế này, và các nhà hàng mọc lên rất là nhiều cho phục vụ cho khách du lịch ăn đồ tươi ở đây, các hải sản. Đây là một khu rất nhỏ để chúng ta hình dung được chợ đêm ở Phú Quốc. Rất là đông khách đến tham quan Phú Quốc, đảo ngọc của Việt Nam. Bắc Trung Nam đều có mặt ở đây, và người nước ngoài. Và đây cũng là một con đường và một số gia đình đã tham gia chợ đêm Phú Quốc để phục vụ dân du lịch. Đây là một con đường mới khác nữa. Rồi, ngày trở về nhá, ngày trở về nhá. Ngày trở về, ngồi phía sau bon tàu Super Đông về Hà Tiên. Coi chừng bay cái nón. Ba
bác sĩ ơi. Ok. Đây. Nhóm Việt Kiều đó, từ Mỹ về đó, thanh thơi nha. Thank you.
nhà tàu đã về tới Hà Tiên và đang khách đang đưa hành lý ra xe. Sau người là các hành lý, những cái hàng hóa của khách mua cũng sẽ được chuyển xuống. Đây, khách đã mua những nước mắm ở Phú Quốc về, loại nước mắm tốt nhất. Và đã đăng ký mỗi một tháng như vậy đưa về du lịch Phú Tôn khoảng 100-200 thùng này. Để cung cấp cho khách hàng có nhu cầu cần dùng nước mắm Khải Hoàn, một thương hiệu lớn của Phú Quốc. Du lịch Phú Tôn đã sử dụng 10 năm nay. Và những xe đưa nước đá, cà phê lúc nào cũng có để cho khách dùng nước tắc đường phèn, cà phê sữa, cà phê đen. Sau khi từ Hà Tiên về Châu Đốc thì đoàn ghé vô chợ Châu Đốc để khách có thể cần cái gì chúng ta có thể mua những loại mắm và các vật dụng trong gia đình có cần thì chúng ta sẽ mua tại đây. Đây chúng ta có những loại bánh đặc sản ở Châu Đốc. Các loại bánh trái, các loại mắm rất nổi tiếng của miền chợ Châu Đốc, đặc sản Châu Đốc tuyệt vời. Ăn vô là nhớ suốt đời. Đây nha, những người có thương hiệu mới được bán ở đây. Đây các loại me của Thái Lan đều được bán ở đây cả. Thốt nốt của Thái Lan. Này các loại khô của Châu Đốc rất là tuyệt vời nhá. Ai có nhu cầu cũng có thể tới chợ Châu Đốc này để chúng ta có những mặt hàng, và đặc biệt thuốc lá Z và Hero đã bị cấm ở đây bán rất thoải mái nhá. Bán chạy chú. Trên đường về từ Hà Tiên, đoàn xe sẽ đi ngang Tịnh Biên về Châu Đốc, và đoàn sẽ có những cái điểm để bà con chúng ta có thể ghé được nếu còn thời gian, chẳng hạn như chợ Tịnh Biên, chùa Bà Chú Sứ và chợ Châu Đốc, thì đoàn sẽ sắp xếp cho quý khách nếu có nhu cầu và còn thời gian để chúng ta còn về thành phố. Đây là những điểm trên đường về, và chúng ta sẽ kết thúc về đến thành phố Hồ Chí Minh khoảng 9 giờ đến 10 giờ tối nếu chúng ta ghé những cái điểm thêm như thế này ngoài cái chương trình. Cái này là do nhu cầu của quý khách ở trong đoàn. Nếu chúng ta có nhu cầu thì sắp xếp để chúng ta ghé vô đến những nơi này.
cho nó thuận lợi để chúng ta đều có điều kiện để chúng ta tham quan trong cái chuyến đi của chúng ta đi với Phú Quốc 3 ngày 3 đêm. Và xin kính chào quý ông bà anh chị em và hẹn gặp lại trong những chuyến đi khác mà du lịch Vũ Tôn thường xuyên tổ chức. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại.